Bạch y tô. Người có biết hậu quả khi lấy bản thân làm quạt chứa để phong ấn bổn tôn không? Ha. Chẳng qua là mát hết tu vi, hồn phách tổn thương. Phong ngươi một ngày thì sẽ bị phong ma kiếm nhốt ở nơi này một ngày. Ngươi đã không còn đệ tử tiên môn, cần gì phải như vậy? Không bằng cùng ta. Rơi vào vực sâu địa ngục. Ma tôn hoàng huyết, ngươi đừng tốn nước bọt nữa. Bạch y tố ta một lòng hướng thiện, chí hướng cả đời đã thiên bình, thiên hạ thái bình. Dựa vào cơ thể một mình ta để phong ấn ngươi ở đây. Đáng. Bạch y tố, ngươi quỷ khiên hạ chúng sinh mà nhốt ta ở đây, đúng là quỷ đại. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi cam lòng suốt đời suốt kiếp bị nhốt ở đây, ngươi không có người quán thương sao? Sư huynh Dành Phong. Không có. Ngươi ta đã không còn gì cả. Vậy thì ngươi cứ để ma khí của bổn tôn từ từ thay đổi thể chất của ngươi. Ngươi sẽ trở nên khát máu giống bổn tôn. Để bổn tôn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Quần Danh Phong, ta chẳng qua chỉ giết mấy tên xuất sinh đang tu luyện, tại sao ngươi lại muốn đuổi cùng với tặng ta? Chỉ vì ngươi là ma tu, mà ma tu đều đáng chết. Môn chủ Xích Tuyền sao người lại đi theo? Đã dặn ngươi bao nhiêu lần là không thể xông bừa vào bí cảnh. Ta thấy môn chủ một mình đuổi khi ma tu qua bí cảnh nên đã đi theo. Sau khi ta vào đã kiểm tra chỗ cửa qua bí cảnh, hình như là một cửa một hướng, chỉ có thể ra không thể vào. Chủ môn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Y phục dính máu rồi, bổn tôn đi thay y phục trước. Môn chủ Khanh Huyền y sư bảo ta chuyển lời với ngài, thích sạch sẽ là bệnh, có bệnh thì phải chữa. Bổn tọa chỉ là ghét mùi máu tanh. Sao vậy chủ môn? Môn chủ, có người đang nhìn trộm.
Thật thôi. Không, đừng qua đây. Mắt đỏ giống nhau, gần nền giống nhau, mùi máu tanh giống nhau. Phòng gì, chạy mau. Ma tôn phận huyết. Ma tôn phận huyết. Không. Người biết bổn tôn. Người cũng nên quen bổn tôn. Môn chủ Quảng Tiên Môn, Thái tử Quân Lưu Quát, Quân Danh Phong. Quân Lưu Quát. Thì ra là vậy. Thằng nhãi ranh trưởng thành đến trả thù à? Năm đó nếu không phải bị Quảng Tiên Môn chen quan vào, ngươi đã xuống dưới với mẹ ngươi lâu rồi. Câm miệng. Ma tôn phận huyết. Hôm nay ta muốn người lấy cái chết tạ tội. Đây là kết giới. Tiểu tử, nếu muốn bổn giết bổn tôn, chỉ có thể rút hành kiếm này ra, xóa bỏ kết giới phong ma trước. Có điều, người có tự tin có thể đánh lại được bổn tôn khi bỏ phong ấn không? Bồn chủ, ta tới giúp ngươi. Bồn chủ. Bọn chủ ngài đang lẩm bẩm, tự nói cái gì vị đạo hữu hôn mê này vậy? Đây là định phong ba. Sư huynh, một cây huyền minh thảo.
hay là ăn cầu xà lăng. Ba cánh côn sơn tuyết liên dùng năm thành minh hỏa đốt cháy. Hành huyện dưỡng lão cứu mạng. Cổ chuyện Minh Đan, huyện Minh Đan của ta. Quảng Ti Môn lên khu phung. Ai? Thành huyện phong chủ lên khu phong. Đây lại là nhặt ở đâu? Môn chủ có con trai rồi. Lúc ta đuổi giết một tên ma tu khi đã qua một bí cảnh, tìm thấy y ở bên trong, trên đường mới bị biến thành dáng vẻ trẻ con này. Người xem giúp ta thương thế của y thế nào, tại sao lại biến thành như vậy? Đây còn phải xem, ngoại thương thì khỏi nói. Mất một hồn một phách, sau khi tỉnh lại chắc ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Gân mạch tay phải tổn thương rất nghiêm trọng. Nhìn vết chai trên tay thì còn là kiếm tu thuận tay phải. Sau này e là không thể dùng kiếm nữa. Trong cơ thể có thể có hai nguồn sức mạnh linh khí và ma khí đang xung đột. Linh khí yếu ớt bị ma khí áp chế. Đây, chắc đây cũng là nguyên nhân khiến hắn biến thành dáng vẻ trẻ con như hiện giờ. Chữ liễu ta nghe không hiểu. Ngu chết ngươi đi. Tóm lại bây giờ y chưa chết đã là kỳ tích. Xích tiên, ta thấy trời sắp mưa rồi. Gà sạc núi xem vườn thuốc của ta đi. Quan trưởng lão, bồn chủ cho ta nhiều lời nói vài câu. Bình thường người ghét ma khí và mùi máu tanh nhất. Vị đạo hữu này lại dính cả hai rồi. Y là ai của ngươi? Quả thật không giấu nổi ngươi. Đây là sư huynh ta, Bạch Y Tố. Nhất kiếm định phong ba, thì ra là y. Mười năm trước sau khi bị khiên kiếm quân đuổi khỏi sư môn, đã không còn tung tích. Nói nhiều cũng vô dụng, có thể chữa khỏi không? Có thể nhưng cực kỳ khó. Phải tìm một hồn phách, một hồn một phách về. Khôi phục kinh mạch cần phải có thiên phẩm làm thuốc dẫn. Ma khí trong cơ thể phải đợi sau khi khôi phục linh khí rồi tự dẫn ra khỏi cơ thể. Nếu như mượn ngoại lực thì dễ bị tổn thương kinh mạch. Ta biết rồi, thời gian này cứ để hắn ở lại Linh Phu Phong, làm phiền Khanh huyện trưởng lão chăm sóc y. Che giấu ma khí trên người y, đừng để người khác biết. Đã làm phiền nhiều lần quậy rồi, cũng không kém lần này. Xem xong cho y, rồi xem cho người chút. Vô tình, đạo cũng không xóa bỏ được quận hận của mình. Quận danh phong, vô tình đạo của ngươi dao động rồi. Tình hình của ta không biết rõ. Không thiền, hành huyền trưởng lão nữa. Cáo từ. Xích tiên.
Môn chủ khi ngươi làm xong bên này, thì đến Quan Tiêu Phong, hàng băng chì của hắn một kiếm. Hàng băng chì giúp cho tôi luyện và áp chế dục niệm, dù sao cũng sẽ có hàn khí vào cơ thể. Ta báo chúng đang dược tính dương, ngươi tiện mang qua đó giúp ta. Quan trưởng lão, Tiêu Quang Phong, Hàn Băng Kỳ. Môn chủ ta đến rồi. Môn chủ tìm ta có gì căn dặn sao? Lúc đó ở trong bí cảnh, ngươi chắc chắn là bổn tọa lẩm bẩm tự nói với y. Quan đệ tử không thấy có người thứ ba. Bổn tọa biết rồi, ngươi lui xuống đi. Đệ tử cáo lui. Ma tôn Phận Huyết. Đây rốt cuộc thật sự là ngươi hay là tâm ma của ta? Dù thế nào, ma khí trên người sư huynh chắc chắn là có liên quan tới ngươi. Sư huynh, 10 năm nay cuối cùng huynh đã trải qua những gì? Thiền Kiếm Phong, môn chủ, hôm nay là ngươi trực ở Thiên Kiếm Phong. Quan quan ạ, Hiền Kiếm Quân nhiều năm không về, Thiên Kiếm Phong đã để trống rất lâu. Nơi này không cần quét dọn nữa, ngươi đi đi. Vâng vâng. Sư đệ, cứ cào lông mày làm cái gì? Cười dịu lên mới được sư tỷ sư muội thích chứ. Sư huynh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay sư huynh gọi ta đến là có chuyện gì sao? Là thế này, tiên đào trong viện của sư tôn đã chín rồi, chúng ta đi chậm chút để ủ rượu đi. Nghe nói quần đào của Thiên Kiếm Quân có linh thú cao cấp trông coi. Không sao, sư huynh bình thường mang linh thực đến cho trại hoa ăn, chính là quỳ hôm nay. Nó chắc chắn sẽ không phản bội ta. Quậy lại xong rồi, sư đệ mau đào cái hố chôn vào đi. Ừ. Ê, đây đã. Nghe nói lúc dân giang chôn rượu sẽ mang hoài điều ước, sau khi đệ điều ước hành thiện hơn mới đào đất lấy rượu. Rượu này sẽ vô cùng thơm ngon. Quên nghe được ở đâu vậy? Giang chúng ta không hề có cách nói này. Hình như là nghe được từ chỗ tiểu sư muội nào đó. Dù có phải thật hay không, cứ coi như là có một loại ước với tương lai đi. Một mong thiên hạ thái bình, hai mong năm
qua năm lại người quản quậy. Bà mong sư đệ có thể cười nhiều hơn. Sư huynh, ở nhân gian ước nguyện nói ra thì không còn linh nữa. Sư đệ, để cười rồi, này không phải rất linh à? Nam đến, nam đi, hoa quận thế. Năm qua năm lại người đã khác. Quân danh phong, Hành Huy trưởng lão đã xảy ra chuyện gì? Ta không chịu nổi con trai ngươi được nữa, mau đến dẫn y đi cho ta. Sư huynh tỉnh rồi. Lên khu phong, quận tiên môn. Vị tiểu đạo hữu này, ngươi đừng sợ. Ây da, là ta và chủ môn đã cứu ngươi về. Buồn bán trẻ em, sư tôn của ta, đệ tử bị bắt rớt, bắt cóc rồi. Xuất tiền các người đang ầm ĩ cái gì? Môn chủ vị tiểu đạo hữu kia, sau khi tỉnh dậy thì không cho ai lại rần, còn muốn bỏ chạy. Không phải nói không cho ai lại rằng sao? Môn chủ người phải tin tưởng ta. Trông người đẹp, ngươi là người tốt. Trông ta không đẹp nên ta là người xấu. Tiểu đạo hữu, cái đây là lý lẽ sai lệch. Bỏ đi, huynh heo ta về quân tiêu phong đi. Quân danh phong, thuốc con trai ngươi đạp của ta ghi nợ cho ngươi rồi, nhớ thành toán đấy. Trời hanh hoặc khô, cẩn thận củi lửa. Thử đây là gì? Chào buổi tối nha. Đầu của ta rớt mất rồi. Có thể nhặt lên giúp ta không? Chào cả nhà, ta là Bạch Y Tố. Hôm nay được nhờ quả đến vẩn vống một số nghi vấn của các vị đối quế môn chủ. Chào môn chủ. Xin hỏi Bảo Khạch, trên trán môn chủ là cái gì vậy? Là đồ trang trí sao? Đây là tượng trưng cho hoàng tộc ở đất nước trước khi bổn tọa hoặc thiên môn. Mẫu hậu quẩn cũng có cái này. Hiện giờ chỉ còn một mình bổn tọa. Tiêu rồi hình như đã hỏi chuyện không nên hỏi, cho qua chuyện đau lòng của người ta. Bỏ đi huynh heo, ta về quân tiêu phong đi. Quân danh phong, thuốc con trai ngươi đạp của ta ghi nợ cho ngươi rồi, nhớ thanh toán đấy. Wow, ở đây thật là rộng.
Qua đây. Đây là khố ma cơ. Đeo nó có thể ức chế ma khí trong người huynh. Như vậy bình thường tu luyện sẽ không nhìn ra được ma khí trên người huynh. Mỹ nhân ca ca, vì sao trên người ta lại có ma khí? Sư tôn của ta đi đâu rồi? Huynh thật sự không nhớ gì hết nữa rồi. Ta chỉ nhớ tàu gốm từ Bắc Minh trở về cùng với sư tôn của ta, Khiên Kiếm Quân. Cả dặn đường hướng về phía nam, từ Trừ Gian Diệt Ác, giữa đường chợt chân ở một tiểu trấn, sau đó khi không nhớ gì nữa rồi. Như thể đang ngủ một giấc rất dài, tỉnh lại khi thấy ở đây rồi. Nghe nói trước khi Kiếm Quân đến Hoàng Tiên Môn làm khách trưởng lão, đã trừ cử cự côn ở Bắc Ninh. Cho nên ký ức sau khi đến Hoàng Tiên Môn của sư huynh đều không còn nữa rồi. Mỹ nhân ca ca, ở đây cuối cùng là ở đâu? Ở đây là Tiên Tông đầu tiên của đại lục Hoàng Tiên Môn. Bổn tọa là môn chủ của Hoàng Tiên Môn, Quân Danh Phong. Quỳnh vốn là đệ tử của Hoàng Tiên Môn, nên rồi bổn tọa là môn chủ. Nhưng mà ta không có ấn tượng. Có lẽ cái này có thể giúp huynh. Sơn Hà Đô. Hoàng Tiên Môn tạo thành từ năm 3, phòng hai hồ. Quan Tiêu Phong, ở đây là quan chủ. Quan Tiêu Phong là nơi môn chủ ở và xử lý các việc của môn tôn. Cho nên đây là chỗ của ngươi. Còn nơi huynh ở lúc nãy là Linh Khu Phong, chủ yếu tu đan dược qua kỳ hoàng thuật. Hành huyền là phong chủ tiền nhiệm. Đây là địa bàn của ca ca Mặc Hối, Chỉ Qua Phong. Nơi này là Chỉ Qua Phong, lấy võ nhập đạo, chủ yếu tu binh khí. Xích Tuyên là đệ tử của tổ tịch của Chỉ Qua Phong. Ca ca lùng kia nhìn có vẻ không thông minh cho lắm, cư nhiên là chủ tịch nha. Còn có Hiền Phu Phong, Huy Hữu Hồ và Hắc Hủy Hồ đều có chút dài. Cuối cùng cũng là Thiên Kiếm Quân mang quân đến ở lại Hoàng Tiên Môn làm khách trưởng lão. Hiền Kiếm Phong do Thiên Kiếm Quân mở ra. Sư tôn, người là nói sư tôn của ta hiện tại đang ở Hoàng Môn Tiên sao? 10 năm trước Hiền Kiếm Quân đã biến mất rồi, không biết tung tích. Không thể nào sư tôn của ta sẽ không bỏ rơi ta. Không có gì là không thể hết. 10 năm trước hắn đã trục xuất người khỏi sư môn. Nhưng mà ta không nhớ nữa rồi. Sư tôn rất cốt, sẽ không? Không hay, mà khí bộc phát ra người ngoài rồi. Sư huynh, 10 năm trước huynh là quỳ khiên kiếm huynh mà rời khỏi ta sao? Thế nào sư tôn của ta sẽ không rời bỏ ta? Không có gì là không thể hết. 10 năm trước hắn đã trục xuất ngươi khỏi sư môn. Nhưng mà ta không nhớ nữa rồi. Sư tôn rất tốt, sẽ không? Khá quá, đổi quá, máu, ta muốn máu, máu. Bạch Y Tố,
Ngươi vậy mà lại vào tà đạo tu luyện ma công, thật sự khiến quy sư quá thất vọng. Ngươi đi đi. Sư tôn. Chuyện của Trấn Quỳnh Hình, chắc hẳn các vị đã nghe có nghe nói. Một tháng trước, bèn bổn mệnh của một bội đệ tử Huyền Hư Tông được phái ra ngoài lịch luyện đã vỡ nát. Qua điều tra thì phát hiện đệ tử kia cuối cùng là dừng chân ở Trấn Quỳnh Ninh. Sau đó Huyền Hư Tông lại phái một đội tử, đệ tử tên anh đi, muốn tìm lại di thể và điều tra tình hình, nhưng cũng là không đi, có đi không có về. Tâm chủ Huyền Hư Không cho rằng đây là ma tu tác quái, Triền Hư sinh quản tiên môn ra giúp trợ. Chờ căn dặn của chủ môn, chỉ qua phòng lúc đào cũng có thể thoát đi. Đệ tử, đại đệ tử chỉ qua phong, xích tiên. Phòng chủ đang bế quan. Lão khu có thể sắp xếp một quầy đệ tử tinh thông trận pháp đi. Phong chủ Hiền Khu Không, Thương Minh Khôn. Có yêu cầu gì chủ môn? Môn chủ cứ nguyện nói, tại hạ nguyện rắn hết sức. Hồ chủ Huy Vũ Hồ, Quân Nhân Huy. Hắc Khỉ Hồ còn có không ít nhà lao giống, Bắc Kim Trúc Đà Ma Quệ, gần đây đúng lúc ta đang ngứa tay rồi. Hộ chủ Hắc Hủy Hồ, Giang Kế Quân. Đang dựa cứ việc lấy đi, nhớ là phải báo chi tiêu. Phong chủ Linh Khu Phong, Thanh Huyền. Bổn tọa mút mít, bổn tọa muốn đích thân đi. Không ổn. Môn chủ người tự ý xuống núi thảo phạt ma tu thì cũng thôi đi. Huyền Hư Tông cũng coi như là tông môn có thực lực lớn mạnh, có thể khiến đệ tử tinh anh bị tiêu diệt hoàn toàn, chấn này chắc chắn không đơn giản. Nếu thật sự là ma tu tá quái, vậy ma tu này lại càng nguy hiểm. Nếu là ma tu mà ngay cả bọn cọ cũng không giải quyết được, quay đệ tử khác đi cũng phải, chỉ là chết uổng phí. Ý ta đã quyết, không cần bàn nữa. Cung tiễn môn chủ. Tiểu tử khối này, tiền môn chủ là người độ lượng như vậy, sao lại giao cho một khối băng? Nghe nói môn chủ ban đầu không phải tu luyện vô tình đạo. Không lẽ tu luyện vô tình đạo mới biến thành dáng vẻ như này? Tiền môn chủ từng nói, quân môn chủ không thích hợp tu luyện vô tình đạo. Nhưng môn chủ lại có thể đạt được tu vi như bây giờ. Ai chuyện này không nhắc thì thôi. Sư huynh, môn chủ ca ca, ăn đào không? Cuối cuộc ta đang hy vọng cái gì? Không ăn. Ồ, ta phải ra ngoài một thời gian. Ngươi ở đây đừng đi lung tung. Ra ngoài là có thể tìm sư tôn. Môn chủ ca ca, ta muốn đi cùng ngươi. Không được. Ồ, vậy thì ta chuồn đi. Cũng đừng hòng chuồn ra ngoài, có kết giới hộ tông phạm pháp. Sao hắn biết ta nghĩ, đang nghĩ gì chứ? Ta phải ra ngoài. Người nói rụy huyền rủa kia, có cuộc là rề quyền gì? Nghe nói khu rừng đó là bộ của huyện nương tự.
Khả điểm chút lai. Được rồi, ra đây đi. Xếp nữa ngột chết rồi. Có thể để ngươi ra ngoài đã là không tệ rồi. Muốn giấu chủ môn cũng không dễ đâu. Đúng, 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 cảm tạ ơn đại ca. Vậy tiếp theo ngươi có dự tính gì? Ừ, tóm lại ngủ chứ đã. Đói rồi. Chấn Quỳnh Ninh, mộ huyền nữ. Mộ huyền nữ là nơi nào? Nghe nói là rất nhiều năm trước, có một cặp mẫu tử không may đã chết trong cánh rừng kia. Từ đó chỉ cần là người vào rừng kia đều mất tích, thế là đã trở thành cấm địa. Nếu đã là cấm địa, vậy tại sao nhóm tu sĩ đầu tiên qua gần lại cho rằng bên trong có bảo vật? Điều này thì tiểu nhân không biết. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn. Ngày mai bắt đầu điều tra từ lời đồn mộ huyền tử quậy trước vậy. Xích tiên, đây có cuộc đại chuyện gì hả? Tội nhân giáp khích tiên, tội nhân ức bậy y tố, hoặc chứng tiểu long bao. Nói đi. Là lỗi của ta. Là đệ tử muốn đưa hắn ra ngoài, không có chút liên quan gì tới tiểu đạo hữu. Chủ môn, đừng trách hắn. Là ta sống chết bám lấy hắn, muốn đưa ta ra ngoài. Hắn bị ta làm phiền, hết cách, cho nên mới đồng ý, không phải lỗi của hắn. Đủ rồi, xích tiên, gửi luôn xuống chứ đi. Sau khi về môn tông, tôn môn khi tự đi nhận phạt. Tường mệnh đệ tử cáo từ. Còn ngươi, ngươi có biết ma tu tay không tắc sắc như ngươi hiện giờ ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không? Nhưng mà ta cũng không phải ma tu mà. Hơn nữa còn có khốn ma cơ à. Người ngươi có ma khí bọn họ sẽ nhận định ngươi là ma tu. Còn khốn ma cơ cũng không phải quản năng. Ta chỉ là muốn tìm sư tôn. Tài của hắn có tình tích của Hiền Kiếm Quân, ta sẽ nói với ngươi. Bà ngươi đừng chạy lung tung nữa, rất thoải mái.